Đây là máy mèo Min Silver. Bé đang muốn treo lên cái cửa kính. Được chưa? Đang khám phá cái cửa sổ của tôi này. Treo rất cao. Nhanh nhẹn. Các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh của channel mình nhé, Kitten Mail VN, để mình có thêm nhiều động lực làm video tiếp theo. Đây là cái mèo Min của mình, sẽ đi chính trên kênh Kitten Mail VN của mình. Đang khám phá chỗ rổ bí của mình, rổ bí đỏ. Không ăn được đâu em ơi. Vì trời đang mưa rất to nên mình không thể nào cho bạn ra ngoài, sẽ bị cảm. Nó nhảy một nhát lên trên nóc tủ luôn. Bé khám phá khắp nơi. Đặt đồ nó. Đứng cạnh đồ ấy. Thì sợ bạn làm đồ của mình không? Nhất là leo trèo lực lượng luôn. Đây là mèo Min. Ôi là cái gì đấy, chim nhắm nó ngọt quá.